Chào mừng các bạn đến với kênh Điểm tin bóng đá. Các bạn thân mến, lần hiếm hoi trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu liền 3 trận giao hữu với những đối thủ mạnh chỉ trong vòng vỏn vẹn 7 ngày để hướng đến vòng loại World Cup 2026. Loạt trận giao hữu tháng 10 tới sẽ là lần hiếm hoi từ trước cho đến nay, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán liền 3 đội tuyển, đứng trong top 15 của châu Á chỉ trong 7 ngày. Thầy trò ông Philippe Jouzier lần lượt thi đấu với đội Trung Quốc hạng 11 vào ngày 10 tháng 10, so tài với Uzbekistan hạng 10 vào ngày 13 tháng 10, trong hai trận giao hữu đều được tổ chức tại Trung Quốc. Đến ngày 17 tháng 10, đội tuyển Việt Nam sẽ đá giao hữu với Hàn Quốc hạng 3 châu Á tại Suwon. Loạt 3 trận giao hữu nói trên nằm trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu vào tháng 11. Từ trước cho đến nay thì Quang Hải cùng đồng đội từng đá giao hữu với nhiều đội thủ như là Syria, Jordan, Palestine hay là Bahrain. Tuy nhiên thì gặp những đội ở đẳng cấp cao là khách quen của vòng loại thứ 3 World Cup chỉ trong khoảng thời gian ngắn là bài kiểm tra chưa từng có tiền lệ với đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Trung Quốc hiện đã sa sút và từng thua chính Việt Nam trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán 2022. Theo chuyên gia Steve Darby đánh giá thì bóng đá Trung Quốc là có tiềm năng, song thì thiếu tính tổ chức. Tuy nhiên, Guley và đồng đội vẫn là một tập thể đáng gờm khi nhiều lần góp mặt ở vòng loại cuối của các kỳ vòng loại World Cup. Đội tuyển Uzbekistan là thế lực đáng gờm ở châu Á với 6 lần lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup kể từ năm 1998 cho đến năm 2018. Đại diện Trung Á có khoảng thời gian sa sút nhưng đang vực dậy mạnh mẽ với lứa cầu thủ trẻ, chất lượng. U23 Uzbekistan đã về nhì ở giải U23 châu Á năm 2022. Trong khi đó thì đội tuyển U20 Uzbekistan vừa đăng quang tại giải U20 châu Á 2023 được tổ chức tại sân nhà. Với lực lượng hòa quyện giữa sức trẻ và kinh nghiệm, đội tuyển Uzbekistan đã cầm hòa Mexico với tỷ số 3 đều ở trận giao hữu tại Mỹ hồi tháng 9. Đội tuyển Hàn Quốc hiển nhiên là thuốc thử liều cao nhất với đội tuyển Việt Nam. Đội bóng của huấn luyện viên Jürgen Klinsmann luôn đứng ở nhóm đầu với dàn cầu thủ thường xuyên ra sân tại châu Âu. Nổi bật có ngôi sao Son Heung-min ghi 5 bàn từ đầu giải cho Tottenham Hotspur, Kim Min-ji của Bayern Munich hay Lee Kang-in của Paris Saint-Germain. Đối đầu với những ngôi sao hàng đầu của châu Á sẽ giúp cho đội tuyển Việt Nam lấy lại cường độ, lấy lại nhịp độ thi đấu đỉnh cao nhằm chuẩn bị tối ưu cho vòng loại World Cup 2026. Đây cũng là bài kiểm tra đủ nặng để cho ông Philippe Jouzier đánh giá hiệu quả của lối chơi kiểm soát bóng mà ông đang nhào nặn cho các học trò, vốn còn nhiều điểm cần phải điều chỉnh qua 3 trận giao hữu gần nhất. Các trận giao hữu trong tháng 10 càng giá trị bởi đây là khoảng thời gian mà V-League chưa diễn ra. Khoảng thời gian chuyển tiếp của mùa giải 2023 sang mùa giải 2024 có thể tạo ra bước hụt, khiến cho cầu thủ khó duy trì phong độ, thể lực và cảm giác thi đấu. Do đó mà việc đã tập trung và liên tục trong thời gian FIFA Days là bước chuẩn bị quyết định để toàn bộ cỗ máy mang tên đội tuyển Việt Nam chuyển sang chế độ sẵn sàng. Loạt đấu giao hữu cũng là cơ hội để cho ông Philippe Jouzier tiếp tục sàng lọc, tiếp tục đánh giá năng lực tân binh và các cầu thủ trẻ. Ở hai đợt tập trung vừa qua thì vì nhiều nguyên nhân, đội tuyển Việt Nam chưa thể thử nghiệm triệt để năng lực của các cầu thủ trẻ. Một số tân binh được đôn lên đội tuyển nhưng chưa có cơ hội thi đấu như là Thành Long, Quang Nam, Lâm Ti Phong, Hữu Sơn, Văn Hào, Văn Phong. Một số khác ra sân xong thì chỉ đá vài phút trước chấn thương như là Việt Hưng, Trung Hiếu. Trong khi đó, các cầu thủ trẻ thì bỏ lỡ đợt giao hữu tháng 9 do vướng vòng loại U23 châu Á 2024. Với quỹ trận đấu 3 trận cùng với việc được thay 6 người mỗi trận, huấn luyện viên Philippe Jouzier có thể bố trí nhiều đội hình xuất phát khác nhau với thực hiện tối đa là 18 người. Đây là cơ hội rõ ràng nhất để Phù Thủy Trắng sàng lọc các cầu thủ lần cuối cùng nhằm chọn ra đội hình tối ưu thiện chiến nhất vào tháng 11 để chinh chiến ở vòng loại thứ 2 World Cup. Cánh cửa của đội tuyển tiếp tục sẽ rộng mở với các cầu thủ trẻ, đơn cử như là Thái Sơn, Tuấn Tài, Văn Tùng hay là Văn Khang, vốn là những cái tên đã lên đội tuyển đợt trước và luôn được ông Philippe Jouzier tin dùng. Ngoài ra thì Minh Trọng hay là Văn Đô hoặc là Đức Phú cũng là gương mặt tiềm năng. Với tuyên bố là 80 cầu thủ cạnh tranh vị trí tại đội tuyển quốc gia, cũng như là khoảng 100 cầu thủ nằm trong danh sách hướng đến vòng loại World Cup 2026,
ông Philippe Chaouzier cùng các học trò sẽ có bước tổng duyệt căng thẳng nhưng cần thiết để định hình lối chơi lẫn nhân sự cho mục tiêu quan trọng nhất. Các bạn thân mến, U23 Việt Nam có thể mang đến ASEAN 2023 một đội hình giàu chất lượng và kinh nghiệm hơn. Tuy nhiên thì VFF đã không chọn làm điều đó. Mới đây thì ông Hoàng Anh Tuấn chia sẻ, thật ra là tại ASEAN 19 các đội tuyển có quyền đăng ký cầu thủ thuộc lứa U24 và có thêm 3 cầu thủ ở trên tuổi. Nếu được chọn theo ý mình thì tôi sẽ chọn các cầu thủ thuộc đội tuyển quốc gia. Các cầu thủ trên 24 tuổi, thậm chí là Ngọc Hải cũng có thể đá. Ai cũng muốn chọn cầu thủ tốt nhất cho mình. Đó thực sự là những chia sẻ rất thẳng thắn của ông Hoàng Anh Tuấn trước ngày cùng đội tuyển U23 Việt Nam lên đường sang Hàng Châu Trung Quốc dự ASEAN. Ai cũng biết là những cầu thủ sinh từ năm 1999 trở lại vốn đủ điều kiện tham dự ASEAN lần này. Nếu triệu tập đầy đủ binh hùng tướng mạnh thì bóng đá Việt Nam có thể sang Trung Quốc với đội hình gồm một loạt hào thủ đã dày dặn kinh nghiệm chinh chiến tại V-League. Khi đó thì U23 Việt Nam có thể mang sang Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, Vũ Tiến Long, Nguyễn Thanh Nhân ở hàng thủ. Còn tại tuyến giữa, Hoàng Anh, Trương Tiến Anh, Dụng Quang Nho, Mai Xuân Quyết, Võ Đình Lâm đủ tiêu chuẩn dự giải. Trên hàng công là Nhâm Mạnh Dũng và Lê Xuân Tú cũng hoàn toàn có thể gánh vác. Cũng không quên là vẫn còn 3 suất quá tuổi để cho huấn luyện viên có thể lựa chọn xem là liệu triệu tập Ngọc Hải, Quang Hải, Tiến Linh, Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh hay bất cứ một cái tên nào khác thuộc đội tuyển quốc gia để sang Trung Quốc. Với đội hình như vậy, đội tuyển U23 Việt Nam có lẽ đủ sức để nghĩ đến việc có thêm một lần nữa tiến sâu tại Á vận hội. Tuy nhiên thì đó không phải là định hướng mà VFF lựa chọn. Thay vì là chạy theo thành tích ngắn hạn, VFF quyết định trao cơ hội cho lứa cầu thủ trẻ hơn tại ASEAN. Thống kê cho thấy là độ tuổi trung bình của đội tuyển U23 Việt Nam chỉ là 20,3, tức là trẻ nhất trong số 4 đội tại Đông Nam Á dự giải đấu này. Trong số này thì có 17 trên 22 cầu thủ chưa bước qua tuổi 21. Cầu thủ trẻ nhất là trung vệ Lê Nguyên Hoàng, năm nay mới 18 tuổi. Trong khi đó Đỗ Sĩ Huy là cái tên duy nhất thuộc diện quá tuổi, sinh năm 1998. Phó Chủ tịch VFF ông Trần Anh Tú đã chia sẻ về lý do mà VFF quyết định xây dựng kế hoạch đưa đội hình trẻ đi dự ASEAN. Quyết định lựa chọn lực lượng nòng cốt là các cầu thủ U20 tham dự ASEAN 19 và giải U23 Đông Nam Á 2023 đã được Ban chấp hành VFF thông qua và nhận được sự đồng thuận về mặt chủ trương từ phía Cục Thể dục Thể thao. Năm 2023, chúng ta có 3 giải đấu cấp độ U23 diễn ra liên tiếp nhau từ tháng 8 cho đến cuối tháng 9 và đầu tháng 10. Song song với đó là các kế hoạch hoạt động của đội tuyển quốc gia trong các dịp FIFA Days của tháng 9, tháng 10 và thi đấu tại vòng loại World Cup 2026 vào tháng 11. Do vậy mà chúng ta cần phải có sự tính toán để làm sao vừa đảm bảo lực lượng tốt nhất cho các mục tiêu chính, lại vừa giúp tạo sự tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ một cách liên tục cho các cầu thủ trẻ lứa U20 tại đấu trường quốc tế hướng đến mục tiêu dài hơn. Trước mắt thì chính lứa cầu thủ này sẽ là những nhân tố chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games 33 và vòng loại U23 châu Á 2026 diễn ra vào cuối năm 2025. Vào năm 2018 thì khi V-League đã tạm dừng đến gần 2 tháng để cho đội tuyển U23 chuẩn bị cho ASEAN, huấn luyện viên Park Hang-seo khi đó mang theo thế hệ 1995-1997 đang vào độ 9, cộng thêm 3 cầu thủ quá tuổi là Văn Quyết, Hồng Dũng và Anh Đức. Qua đó chúng ta tiến vào bán kết. Việc dồn sức cho những mục tiêu ngắn hạn đã mang lại nhiều thành tích ấn tượng cho bóng đá Việt Nam trong giai đoạn này. Và đó cũng chính là nền tảng để chúng ta dám mơ những giấc mơ lớn hơn, để cho VFF mạnh dạn thực hiện những kế hoạch, những chiến lược dài hơi hơn cho tương lai. Từ ngày sang Việt Nam làm việc thì ông Philippe Chaouzier cũng đã nhiều lần nói về mục tiêu trẻ hóa lực lượng hay là trao cơ hội thi đấu nhiều hơn cho các cầu thủ lứa U23. Bởi lứa này sẽ là nòng cốt cho tham vọng giành vé dự World Cup 2026 của bóng đá Việt Nam. Đội tuyển U23 như đã biết là đã phải sớm dừng bước ngay sau vòng bảng ở ASEAN. Tuy nhiên thì xét về góc độ chiến lược lâu dài, kết quả đó không phải là thảm họa. Bởi suy cho cùng thì tất cả đều nằm trong kế hoạch để hướng đến mục tiêu cuối cùng, đó là xây dựng lực lượng tốt nhất cho đội tuyển Việt Nam chinh chiến tại vòng loại World Cup 2026. Với cầu thủ trẻ, chúng ta nên nghĩ giải đấu này vẫn nằm trong quá trình đào tạo, còn tại cấp độ đội tuyển quốc gia là huấn luyện.
Các câu lạc bộ đào tạo cầu thủ cho đội tuyển quốc gia và các đội tuyển quốc gia ở cấp độ trẻ thì lại tiếp tục đào tạo để cải thiện mọi thứ cho cầu thủ được lên đội tuyển quốc gia. Còn khi đã có bột rồi, có gột nên hồ hay không là do huấn luyện viên trưởng. Nhiệm vụ của tôi là đào tạo. Thông qua giải đấu này, với những đối thủ mạnh như thế này thì sẽ là bài học kinh nghiệm bổ ích cho các cầu thủ. Ông Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh sau trận đấu cuối cùng của đội tuyển U23 tại ASEAN 2023. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.